Đây, một bài hát để tặng cho gia đình cũng như tặng cho các quý khách đến nhà của Đại Nghĩa hôm nay. Bài hát Ca Trước Biết Sao. Gì? Bài gì? Bài gì? Cái gì? Cái gì? Bài tên lạ quá. Hey! Khi nhiều chuyện trong đời anh thấy lòng càng rối bời, liệu ngày đó nhiệt tình ngỏ lời, wow! Chúng ta cười nhau.